Hôm nay bệnh nhân bó bột được tròn 1 tuần thì người nhà cho bà đi kiểm tra lại, thì trên phim thể hiện hình ảnh bà bị gãy chiếc bánh chè, tức là vừa chiếc bánh chè. Sau khi được bó bột được 1 tuần thì hình ảnh thể hiện trên phim chiếc bánh chè của bà chưa có dấu hiệu can một chút nào. Bệnh nhân kêu đau, nhức nhối suốt 1 tuần qua. Thì hôm nay người nhà cho đi kiểm tra. Xương không hề tiến triển một chút nào. Người nhà nên nhờ nhà thuốc xuống bó và để điều trị cho bà. Thì trước khi bó, nhà thuốc xem lại kết quả chụp chiếu trước, sau đó mới nắn và bó thuốc. Vì bà tuổi cao kết hợp với thuốc đắp và thuốc uống nên anh nghiền xương. Vì bà đã bó được 1 tuần rồi, xương chưa có dấu hiệu can một chút nào. Bà Nguyễn Thị Xuyến, 80 tuổi, ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Hình ảnh gửi chiếc bánh chè bên trái. Nhưng nó rất là rộng, nhưng nhẹ thôi, đừng nhưng à, bỏ bột được bao nhiêu ngày rồi bà? Một tuần nay nó bỏ ra. Vâng, xương là nhưng cao đâu. Nâng thẳng lên này mới bỏ. Vâng, nó cao thế nào đâu. Bà này bao tuổi rồi bà? 21 ạ. 81 à? Thì xương. Bà quê ở đâu mà? Quê ở đây. Ở đây là thuộc xã nào mà? Quê ở thôn nào? Thôn Phú La. Vâng. Hợp Tiến. Hợp Tiến này. Bà đâu mà có bánh chè này mà? Chật chân. Bác lên đi. Bà cắt bột thì hôm nay à? Đúng rồi. Ừ. Con chứng mà già già thì như cái này đem cho nó khỏe đấy. Ừ. Phải ngứa ngáy. Vâng. Ừ. Con bó bà tầm tháng hơn tháng là bà khỏi thôi. Vâng, con tranh thủ đi đi, các người già tranh thủ đi bỏ ra. Còn chú quê ở đâu? con là ngã tư cầu ở dọc xã Đồng Phú, Trung Hà Nội. Bên Ứng Hòa. Con bên Trường Mỹ ấy. Tận trên Trường Mỹ rồi. Vâng. Con đi làm buổi tối, buổi trưa thôi, hàng ngày ở nhà. Và chú đông một tí nhá. Chú học đại học. Cháu đi học cổ truyền nữa. Đại học y học cổ truyền. Chịu đau tí bạn nha. Được rồi, được rồi. Thế thôi bạn, thì là xong rồi đấy. Đau không? Hôm đầu là bạn ạ. Hôm đầu là đau thôi, còn các hôm sau là không đau mấy đâu. Cầm đau hơn một hôm. Một hôm hơn một hôm rồi đấy. Cái đá này các bác nhớ nhé. Một ngày bác đổ rượu cho con đấy 3 lần nhé. Sáng, trưa, chiều là bó này một ngày ấy. Vâng, hai bác là chăm bà này thì ngày đủ rượu cho con 3 lần, rượu trắng à? Vâng, rượu trắng đủ ẩm thôi. Mấy ngày rồi thay? 5 ngày thay một miếng á. Thế
là chú xem lịch thì chú xuống rồi. Không là có phải gọi không? Không, cái này tao để đá lại bác tiền thay được mà. Định kỳ có xuống kiểm tra cho thôi. Đây bác bó nhà thôi. Năm ngày thay một miếng. Là bó con tầm hai. Sang lần miếng thứ hai bây giờ mà không đau đớn hết rồi. Hồi qua cao bây giờ chỉ trống thôi. Nhẹ đầu gối luôn là đủ anh chè ngay. Con bó này là nhé, một ngày bác cũng mua về bơm tiêm nhé. Ngày đủ cho ở đây cho con sáng trưa chiều đủ đủ ẩm thôi. Bên, con lót này cho bà đỡ đau này. Đó. Và thoải mái hơn không? Con bò này bà cứ động ít thôi nha. Cứ động ít thôi, thì nó nhanh khỏi được. Khi con nó là mình vẫn động bình thường thôi. Bà hạn cử động được, hạn chế con nào tốt thì đấy. Càng nằm bất động được nhiều càng tốt. Và ngọn ngoại là nó lâu liền. Vâng. Ngày bác đủ rượu ở đây con bạn này. Đấy xin anh chụp ở đấy. Vâng vâng. Tiêm tiêm đấy cho anh bơm tiêm vào đây này. Của bà con bó này là xong rồi nhá. Nhưng bà phải kia cho con hạn chế cử động nhiều thôi. Cũng cú động được nhưng mà hạn chế được bao nhiêu càng tốt rồi ạ. Vâng, của bà xong rồi bà nhá. Cháu dặn các bác cách bó nhé. Thì tất cả cái lá này bác để ngăn đá cho con nhé. 5 ngày sau thì bác đá ngăn lạnh. Ngăn đá ngăn lạnh không mất. 5 ngày sau bác cho ra ở 15 12 phút nó tan trước. Bác cho ăn xảo sau từ 1 5 phút sau nóng nóng thôi. Nóng thôi. Bác chảo ra. Bác đổ rượu nó đủ ẩm nhé. Đủ ẩm xong là dàn vào cái túi. Bác không có túi dài 30 phân, rộng 15 phân như trong hướng dẫn này. Bác dàn mỏng đắp y chì trong cái đắp đấy. Còn cái cứ uống cái này. Thì ra uống có 3 ngày một thang nhé. Thì là tuổi bà cao của anh chị mà phải kết hợp uống nhanh khỏi được. 3 ngày thang uống hết hàng ngày nhé. Một thang thuốc cho ấm nhôm này, hoặc ấm điện này, chú ý không nhờ thuốc nhé. Đổ ngập thuốc đun sủi 15 đến 2 phút là uống hết hàng ngày. 3 ngày một thang thôi nhé. Thế là cách nghiền cái đắp của cháu này. Cái cách uống này các bác đọc hướng dẫn các bác sử dụng được.